Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhóm làm việc chung của Hàn Quốc và Mỹ đã đề xuất khu vực Songju thuộc tỉnh Bắc Kiêng Sang, cách thủ đô Seoul 200 km về phía đông nam, là địa điểm tối ưu để triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã chấp thuận đề xuất này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định việc triển khai thắt ở Songju sẽ góp phần đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dân trên một nửa hoặc 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc, cũng như tăng cường mạnh mẽ năng lực bảo vệ những cơ sở chủ chốt của nhà nước như nhà máy điện hạt nhân, nhà máy lọc dầu, các lực lượng đồng minh Hàn-Mỹ. Tuyên bố trên cũng nêu rõ, trong quá trình lựa chọn địa điểm cuối cùng này, nhóm làm việc chung đã tính đến hiệu quả quân sự và sự an toàn đối với người dân, coi đây là ưu tiên hàng đầu, và đã tiến hành nhiều nghiên cứu so sánh, kiểm tra thực địa và mô phỏng. Dự kiến, Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai thác tại Hàn Quốc vào cuối năm sau nhằm đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Washington và Seoul đã bắt đầu các cuộc đối thoại về việc triển khai thác tại bán đảo Triều Tiên vào tháng 2 vừa qua, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng thử tên lửa tầm xa mang vệ tinh. Sau 5 tháng tham vấn, ngày 8 tháng 7 vừa qua, Seoul và Washington thông báo đã nhất trí triển khai hệ thống thác tại Hàn Quốc. Trung Quốc hôm nay tiếp tục lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ tại Hàn Quốc. Hệ thống có tên gọi là THAAD này ngày càng trở nên một điểm mấu chốt trong vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên vì nó có liên quan trực tiếp tới lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7 tháng 2, Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố chính thức đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy Washington và Seoul nói hệ thống này chỉ nhằm vào Triều Tiên, nhưng động thái này đang vấp phải những phản ứng ngày một gay gắt từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc đã thể hiện lập trường rõ ràng rằng chúng tôi phản đối bất kỳ ý định của quốc gia nào vi phạm lợi ích chiến lược của Trung Quốc với cái cớ là vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Mọi hoạt động của quân đội Trung Quốc dọc bờ biển đều nằm trong tầm trinh sát của radar hệ thống THAAD. Bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc nhằm chống lại mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8 tháng 7 cho biết, thiết bị phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, hay còn gọi là THAAD, sẽ được lên kế hoạch triển khai sớm. Theo bản tuyên bố, khi hệ thống THAAD được triển khai tới bán đảo Triều Tiên, nó sẽ chỉ tập trung vào các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và không nhắm mục tiêu tới bất kỳ quốc gia nào khác. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt việc triển khai lá chắn tên lửa bởi nó không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh các nước khác, bao gồm Trung Quốc. Theo giới thiệu từ tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất của hệ thống THAAD, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly khoảng 200 km. Hệ thống này không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa bắn về phía Mỹ, nếu có. THAAD có mặt tại Hàn Quốc hầu như không ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Vậy tại sao Bắc Kinh lại tỏ ra giận dữ với việc Mỹ triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc? Tầm trinh sát vào sâu bên trong Trung Quốc. THAAD có phạm vi đánh chặn chỉ khoảng 200 km, nhưng radar của hệ thống lại có phạm vi phát hiện mục tiêu gấp 5 lần tầm đánh chặn của tên lửa. Cụ thể, radar ANTPI-2 có phạm vi phát hiện mục tiêu khoảng 1.000 km. Đây là một radar quét mạng pha điện tử chủ động, AESA, với khả năng nhận dạng mục tiêu rất cao. Mỗi hệ thống THAAD gồm hai radar ANTPI-2 kết nối với nhau thông qua một trung tâm chỉ huy. Radar đầu tiên sẽ đặt ở vị trí khá xa so với radar còn lại. Radar này có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và tính toán quỹ đạo bay của tên lửa mục tiêu. Radar ANTPI-2 thứ hai sẽ làm nhiệm vụ điều khiển hỏa lực dẫn đường cho tên lửa đánh chặn mục tiêu. Theo thông số từ nhà sản xuất Lockheed Martin, radar ANTPI-2 có tầm trinh sát hơn 1.000 km, có thể mở rộng lên đến 4.000 km. Như vậy, nếu Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc, toàn bộ căn cứ quân sự dọc theo Hoàng Hải và Đông Hải đều nằm trong tầm trinh sát của hệ thống radar này. Nhà phân tích Sungti Jakipat thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại New York, nước Mỹ, từng nhận xét, radar của hệ thống THAAD có thể soi mói các hoạt động quân sự từ sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Mọi hoạt động triển khai lực lượng có thể bị Mỹ phát hiện từ sớm, gây bất lợi cho Trung Quốc. Trước đó, Frank Rose, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí, từng cảnh báo
Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi hoạt động của lực lượng tên lửa hạt nhân Trung Quốc. Về mặt lý thuyết, radar của hệ thống THAAD có thể giúp Mỹ tăng cường khả năng giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc, trong đó có lực lượng tên lửa chiến lược. Về mặt lý thuyết, radar của hệ thống THAAD có thể làm suy giảm năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Một tướng về hưu của Trung Quốc từng ví von rằng sự hiện diện của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc giống một người đàn ông có tiền án đi lang thang ngoài cửa nhà bạn. Su Guangju, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc, nhận xét radar di động của hệ thống THAAD với phạm vi tìm tới 3.000 km. Như vậy, các cuộc diễn tập quân sự trên đất liền, trên không đều bị phơi bày, tần suất xuất kích, số lượng, vị trí sân bay cũng bị lộ. Hình thành liên minh phòng thủ. Đại tá về hưu Zhu Gang thuộc Bộ Tham mưu Quân đội Trung Quốc từng nói với SCMP rằng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc sẽ là bước đệm để củng cố liên minh quân sự Mỹ, Nhật, Hàn. Đại tá Zhu nói, sau khi hoàn tất việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, bước tiếp theo là kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản. Washington đang tìm cách hình thành một liên minh quân sự giữa ba nước giống như một NATO mini ở Đông Á. Cựu sĩ quan tham mưu nhận định, mục đích sâu xa của việc triển khai THAAD nhằm thay đổi cán cân an ninh chiến lược của Đông Á theo chiều hướng bất lợi cho Trung Quốc. Hiện tại, Mỹ và Nhật Bản đang hợp tác triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis BMD trên một số chiến hạm của Mỹ và Nhật Bản. Hệ thống Aegis BMD sử dụng tên lửa đánh chặn siêu hạng SM-3, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa từ bên ngoài bầu khí quyển. Nếu hệ thống THAAD ở Hàn Quốc kết nối với Aegis BMD sẽ trở thành mối đe dọa lớn với năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Các mối đe dọa quân sự đằng sau việc triển khai THAAD lớn hơn nhiều so với năng lực đánh chặn của hệ thống này. Đó chính là lý do Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD, mặc dù việc phản đối được xem là can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc. Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cáo buộc chính phủ Hàn Quốc đã bán rẻ vận mệnh và lợi ích quốc gia, cũng như đe dọa hòa bình và sự ổn định của khu vực bằng việc đồng ý để Mỹ triển khai THAAD. Phía Triều Tiên cũng cảnh báo chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye sẽ phải trả giá cho quyết định này. Cùng ngày, Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc triển khai vũ khí hạng nặng vào khu phi quân sự Liên Triều, đồng thời cho rằng điều này sẽ dẫn tới một cuộc đụng độ quân sự không thể báo trước. Theo truyền thông Hàn Quốc, tuần trước, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã sửa đổi các luật đình chiến để cho phép binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đưa vũ khí hạng nặng như súng máy và súng cối vào khu vực trên. Phía Triều Tiên cho rằng đây là hành động xâm phạm thỏa thuận đình chiến giữa hai miền. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện mọi bước đi có thể để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc triển khai THAAD cho thấy cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ đồng minh và những bước mà Mỹ đang thực hiện là để bảo vệ đồng minh trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên.